Và như đã hẹn, chúng ta đã trở lại với những thông tin thời tiết. Miền Bắc bao giờ ấm lên về ánh sáng? Hôm nay và ngày mai thì nhiệt độ ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội thì sẽ tăng thêm. Thế nhưng mà chưa là đỡ rét hẳn đâu ạ, mà chỉ cảm giác là ấm lên một chút thôi. Nhiệt độ tại Hà Nội sẽ đạt khoảng 17 đến 20 độ C, và đến thứ 6 và thứ 7 tuần này thì khả năng nhiệt độ sẽ lại giảm xuống còn 16 đến 17 độ C vì lại có không khí lạnh về. Tuy nhiên thì đợt lạnh này thì chỉ gây mưa trong một ngày vào ngày thứ 6 mà thôi. Sau đó thì trời khô ráo, thậm chí là có nắng sẽ xuất hiện vào đầu tuần sau, giúp không khí ấm lên nhanh. Từ chủ nhật đến thứ 3 tuần sau, quý vị sẽ thấy ấm áp với mức nhiệt tăng lên là khoảng 21 cho đến 24 độ C. Còn trong ngày hôm nay thì dự báo nhiều nơi ở miền Bắc vẫn sẽ có mưa rét trong những đầu giờ sáng. Gần trưa thì mưa mới dứt và đỡ rét hơn. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và các thành phố khoảng 15 đến 19 độ C, riêng Lạng Sơn chỉ khoảng 13 độ C. Ở phía Tây nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn, Sơn La, Lào Cai 21 độ C, Điện Biên Phủ chiều nay trời nắng, nhiệt độ cao 29 độ C. Dạ vâng, còn trong khi đó thì phía Nam vẫn khô và nóng. Dự báo cụ thể như thế nào vậy hả anh Sáng? Vâng, đợt nắng nóng ở Nam Bộ thì dự báo sẽ còn kéo dài trong cả tuần tới. Một vài cơn mưa trái mùa chiều tối qua ở Nam Bộ chỉ giúp giải nhiệt tức thời, chứ chưa thể chấm dứt đợt nắng nóng. Lúc này thành phố Hồ Chí Minh và cũng như khắp Nam Bộ, nắng đã xuất hiện, báo hiệu cho một ngày nắng dài và nóng. Nóng nhất trưa chiều nay dự báo là ở Biên Hòa, nhiệt độ chạm mức 37 độ C. Thủ Dầu Một, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc là khoảng 35 cho đến 36 độ C. Các nơi khác phổ biến là từ 32 đến 34 độ C. Ở khu vực Tây Nguyên hôm nay chưa có điểm nào xuất hiện nắng nóng, nhưng dưới bầu trời ít mây, nắng mạnh cả chục tiếng đồng hồ thì không khí cũng không mấy dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ở đây phổ biến là từ 29 đến 31 độ C. Với miền Trung hôm nay dự báo trời sẽ có nắng từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết cùng mức nhiệt là 27 đến 31 độ C. Thành phố Huế, Đồng Hới trời nhiều mây, còn Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh sáng nay có mưa nhỏ, sang chiều trời tạnh giáo, nhiệt độ dao động từ khoảng 17 cho đến 25 độ C. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa ngày hôm nay trời nắng, gió cấp 4, cấp 5. Huyện đảo Trường Sa thì gió cấp 5, riêng vùng biển phía tây khu vực này thì gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với những dự báo chi tiết vừa rồi để khán giả chủ động hơn cho các công việc và kế hoạch trong ngày mới.